Mèo này to quá à. Nay tôi có thành mèo phóc cô đi cà phê mèo nè, thử xem phản ứng của các bé mèo khi gặp vua của loài mèo nhé. Có vẻ cậu bé này không thích tớ. Đúng rồi đấy, tránh xa ta ra. Đừng sợ bé ơi, thần mèo ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Ngươi có thể ước có thật nhiều đồ ăn hoặc thậm chí biến thành người. Không bé ơi, tôi ước ông đứng đi. Nói chung vì mình có thành mèo đẹp quá nên mấy bé mèo ở đây có vẻ ghen tị trước nhan sắc của mình. Thậm chí quán còn giới thiệu cô nàng mèo thân thiện nhất nhưng nàng cũng từ chối mình nốt luôn luôn. Ai có đam mê cos thì có thể ghé cà phê mèo cắt về nhé. Vì ngoài mèo ra thì mọi người từ khách đến nhân viên ở đây ai cũng thích hết á. Có mỗi tụi mèo không ca thôi, tạo mấy dáng cute rồi tôi về đây. Thế mà tôi tưởng tụi mèo sẽ bu lại cơ hu hu, buồn quá.